Ngày xưa, Bắc Cực là một nơi vắng tanh và hiếm khi có người ghé đến. Đống đổ nát của tàu thăm dò từ thế kỷ thứ 18 và tiền đồn quân sự rải rác là một trong những dấu hiệu viếng thăm duy nhất của con người. Giờ đây đã không còn như vậy nữa. Ngày càng nhiều các hãng hàng không đang xây dựng đường bay qua cực Bắc và đài nguyên Bắc Cực. Bạn có thể thắc mắc là điều gì đã tạo nên ý tưởng du ngoạn qua miền Bắc băng giá? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Mặc dù các chuyến bay như thế này đang dần trở nên phổ biến, nhưng vẫn còn một số trở ngại. Và không, vi phạm khung phận của ông già Noel không phải là một trong số đó. Tuy nhiên, các tiểu ưu tinh khá khó chịu với điều này. Các chuyến bay thương mại qua Bắc Cực đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng hầu hết các đường hàng không xuyên cực hiện đại đã không được tận dụng tối đa cho đến năm 1998. Các chuyến bay thẳng đường dài tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Để tiêu thụ ít nhiên liệu thì trọng lượng cũng phải ít hơn, nghĩa là ít hành khách hơn và hàng hóa nhẹ hơn. Ít hành khách hơn và ít hàng hóa hơn có nghĩa là lợi nhuận ít hơn, khiến chuyến bay không còn có giá trị đối với hãng hàng không. Mãi đến 40 năm gần đây, phạm vi bay và khả năng chuyên chở đã tăng lên đến mức các tuyến đường ở Bắc Cực đã có lợi nhuận trên quy mô lớn. Máy bay ngày nay thoải mái bay qua Bắc Cực với số lượng lớn, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Chỉ 20 năm trước, các chuyến bay qua cực Bắc cực kỳ hiếm. Vào thời điểm đó, có những hạn chế chặt chẽ về số lượng máy bay có thể vượt qua không phận Bắc Cực của Nga. Máy bay có thể đảm bảo về mặt kỹ thuật, nhưng không phận Siberia bị chính phủ Nga kiểm soát chặt chẽ, chỉ cho phép một số ít chuyến bay mỗi ngày. Sau một thời gian dài đàm phán, khu vực này đã được cho phép vận chuyển hàng loạt. Thành thật mà nói, tôi không chắc tại sao Santa không tham gia đàm phán, nhưng tôi đoán có lẽ ông ấy không muốn dính vào chính trị. Ho ho ho. Rõ ràng, các quốc gia muốn có được kiểm soát không phận của riêng mình và nhiều hiệp ước tồn tại với mục đích duy nhất là xác định ai có thể bay ở đâu và khi nào. Liên lịch cho một chuyến bay quốc tế phụ thuộc vào mối quan hệ thân thiện hoặc ít nhất là lịch sự với mọi quốc gia trên đường bay. Điều này có thể làm cho mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với lúc đầu. Khi Air India trở thành hãng hàng không Ấn Độ đầu tiên bay qua vòng Bắc Cực, các máy bay phải đi qua không phận của 6 quốc gia khi bay từ New Delhi đến San Francisco. Tiến trình yêu cầu chúng phải nhận được sự cho phép và hợp tác từ mọi quốc gia trên đường đi. Điều này luôn là một trở ngại trong việc lên kế hoạch cho các chuyến bay quốc tế, và bay qua cực Bắc cũng không phải là ngoại lệ. Một vấn đề duy nhất đối với Bắc Cực là thiếu cơ sở hạ tầng. Thậm chí ngày nay, có rất ít các sân bay có khả năng hỗ trợ các máy bay lớn. Và tin tôi đi, mọi thứ bây giờ tốt hơn rất nhiều so với những năm cuối thập niên 90, khi có sự bất đồng nghiêm trọng về việc liệu du lịch hàng không Bắc Cực có thể diễn ra trên quy mô lớn hay không. Khi bạn ở gần một trong những cực từ của trái đất, là bạn sẽ trở thành vô dụng, và các vệ tinh cũng không giúp được gì nhiều. Hầu hết các vệ tinh được sử dụng để điều hướng máy bay quay quanh trái đất theo quỹ đạo đĩa tĩnh. Điều này có nghĩa là chúng quay quanh đồng bộ với vòng quay của trái đất, cho phép chúng luôn ở cùng một vị trí so với bề mặt trái đất. Loại quỹ đạo này chỉ hoạt động khi vệ tinh di chuyển từ Tây sang Đông gần xích đạo. Mặc dù hệ thống này hoạt động gần như toàn thời gian, nhưng nó vẫn tạo ra một điểm mù dọc theo các cực. Điều hướng gần Bắc Cực phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp của radar, điều hướng GPS và liên lạc với các bộ điều khiển trên mặt đất. Phần lớn cơ sở hạ tầng đó đã được xây dựng từ đầu trong vòng 15 đến 20 năm qua. Trước đó, các trạm radar duy nhất trong vòng Bắc Cực là tiền đồn quân sự mà tôi đã đề cập trước đó. Nhiều trong số chúng đã được xây dựng vào những năm 50 và 60 và không có hệ thống để giải mã các bộ tiếp sóng vô tuyến mà máy bay dân sự sử dụng để nhận dạng. Cũng có những lo ngại rằng chúng có thể không đủ chính xác hoặc đáng tin cậy để theo kịp các tiêu chuẩn ngành. Chúng có thể theo dõi chuyển động của máy bay, nhưng mục đích của hệ thống này không phải để phối hợp nhiều máy bay trên các đường bay chồng chéo. Cần phải phát triển một hệ thống dành cho các bộ điều khiển không lưu của Nga, Mỹ và Canada để liên lạc với nhau một cách hiệu quả. Trong khi những vấn đề này hầu hết đã được giải quyết, quá trình này vô cùng tốn kém. Các hãng hàng không ít nhiều đã tạo ra một ngành kinh tế hoàn toàn mới tại Canada, mặc dù vẫn còn những hạn chế về các loại máy bay có thể thực hiện hành trình. Sự khan hiếm của các sân bay và các trạm tiếp nhiên liệu có nghĩa là chỉ máy bay có khả năng bay thẳng 13.000 km trở lên mới được phép bay qua đường bay Bắc Cực. Do đó, chỉ các hãng lớn mới có thể đủ khả năng bay qua vòng Bắc Cực. Bản thân máy bay cũng cần được trang bị đặc biệt cho một chuyến bay Bắc Cực. Ngay cả khi có thêm cơ sở hạ tầng radar, máy bay vẫn cần các hệ thống dẫn đường chuyên dụng, luôn duy trì hoạt động khi chúng bay trên băng Bắc Cực.
những chiếc máy bay này cũng được yêu cầu mang theo các thiết bị an toàn đặc biệt hơn thường lệ, ví dụ như bộ trang bị vào thời tiết lạnh cho phi hành đoàn và radio khẩn cấp. Máy bay trên các tuyến Bắc Cực cũng có các địa điểm đã xác định trước cho việc hạ cánh khẩn cấp. Và phi hành đoàn cũng được đào tạo về cách sơ tán đặc biệt, phòng khi họ cần hạ cánh trong những hoàn cảnh không lý tưởng. Mặc dù điều này chưa bao giờ xảy ra, nhưng phải luôn luôn chuẩn bị tốt khi phải bay qua một khu vực khắc nghiệt với dân cư thưa thớt như vậy. Một dự án được giải mật gần đây có tên mã hóa là Rudolph, được cho là có liên quan đến ánh sáng với cường độ cực cao cho mục đích điều hướng, đặc biệt là sử dụng một màu sắc đặc biệt không gây khó chịu cho chính phủ Nga khi bay qua sương mù. Nhưng thỏa thuận đã không thành hiện thực. Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi, điều gì làm cho các chuyến bay qua Bắc Cực có quá nhiều rắc rối? Tại sao các hãng hàng không sẵn sàng chi hàng triệu đô la cho các máy bay đặc biệt và các cơ sở mở rộng này? Chà, hóa ra những hành trình qua vòng Bắc Cực này nhanh hơn nhiều so với những gì bạn mong đợi. Tất cả chúng ta đều biết rằng, cách nhanh nhất để đến một nơi nào đó là một đường thẳng. Vì vậy, tùy thuộc vào nơi bạn đi, một chuyến bay qua Bắc Cực có thể có khả năng tiết kiệm hàng giờ cho chuyến đi của bạn. Bạn đang ở New York và muốn đến thăm Hồng Kông? Như xưa này, điều đó có nghĩa là bay về phía Tây với một hoặc nhiều điểm dừng trên đường đi. Gần 20 giờ trên không, chưa kể thời gian nghỉ. Ngược lại, bay từ New York đến Hồng Kông qua vòng Bắc Cực chỉ mất khoảng 16 giờ. Đó vẫn là một chuyến bay khá dài, nhưng tôi sẵn sàng mất 16 thay vì 18 giờ trong bất kỳ ngày nào trong tuần. Hành khách trên các chuyến bay xuyên cực cũng có xu hướng trải nghiệm ít nhiễu loạn hơn nhờ nhiệt độ thấp hơn ở phía cực. Và bay qua Bắc Cực mang đến cho hành khách cái nhìn hiếm hoi trên đỉnh thế giới. Một tầm nhìn thoáng qua cực kỳ rõ ràng, vì nhiệt độ đóng băng buộc các máy bay phải bay ở độ cao thấp hơn nhiều khi bay qua các cực. Có lẽ, thậm chí bạn còn được nhìn thấy những chú yêu tinh của Santa. Được rồi, điều đó có thể không xảy ra, nhưng những người may mắn có một chỗ ngồi bên cửa sổ sẽ thấy được một khung cảnh thực sự đẹp mắt. Có nơi nào khác có được tầm nhìn của một con chim không? Tại sao bạn không cho tôi biết trong phần bình luận nhỉ? Các hãng hàng không có một số lý do để khai thác các chuyến bay Bắc Cực này, với những lý do là chi phí và khứ hồi. Máy bay phản lực đòi hỏi rất nhiều nhiên liệu, và trong khi 2 giờ có vẻ không bao nhiêu, thì thực ra, chi phí có thể tăng lên nhanh chóng. Cứ mỗi giờ trên không, một chiếc Boeing 747 tiêu thụ hơn 9.000 đô la, và đó chưa phải là máy bay tốn kém nhất. Khi 2 giờ bay đổi lại gần 20.000 đô la, đột nhiên nghe có vẻ tốt hơn nhiều. Chà, giống như việc mua một máy rửa chén công suất cao hoặc đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà của bạn. Chắc chắn, bạn đang đầu tư rất nhiều tiền, nhưng với hy vọng sẽ tiết kiệm nhiều hơn trong tương lai. Đối với các hãng hàng không có thể chi trả chi phí trả trước, các chuyến bay ở Bắc Cực có thể mang lại lợi nhuận cực cao. Không phải mọi hãng đều sẵn sàng và có thể bắt đầu cung cấp các chuyến bay xuyên cực, nhưng khi thời gian trôi qua, tuyến đường sẽ tiếp tục trở nên dễ tiếp cận hơn. Có thể một ngày nào đó, bạn có thể đặt một chuyến bay trên Santa Air. Này, nó thực sự có thể xảy ra đấy. Được rồi, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và đây là một số video thú vị khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và cùng nhau soi sáng cuộc sống nào.